4 cho Indonesia. Cơ hội rất tốt, 5 đều. Khả năng đỡ bước 1 ở trong những điểm số vừa qua của đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam là khá tốt. Người đã ghi điểm gỡ hòa 5 đều cho đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam. Rất tốt. Đó là một tình huống phát bóng tấn công cực kỳ ấn tượng của Từ Thanh Thuận. Bóng đi căng và quặp xuống phía cuối sân. Bóng đã dính vạch.